Thưa quý vị, mặc dù đã đi vào hoạt động thế nhưng theo ghi nhận của chúng tôi, hiện bến xe Miền Đông mới tại thành phố Thủ Đức vẫn khá điều hiu. Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh cho rằng các dự án hạ tầng quanh bến xe Miền Đông mới chưa hoàn thiện là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự ế ẩm của bến xe này. Vì vậy, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị chủ đầu tư các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án quanh bến xe mới để thông suốt giao thông, kết nối hành khách. Đồng thời, báo cáo kịp thời các khó khăn vướng mắc để kịp thời tháo gỡ. Cụ thể, tuyến metro số 1 đến thành Suối Tiên đã đạt 94% tổng khối lượng dự án, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác cuối năm 2023. Còn lại, đoạn phía trước bến xe miền đông mới đang được các đơn vị thi công hoàn thành phần đường song hành bên phải, đường, thoát nước, vỉa hè. Tuy nhiên, một số hạng mục thuộc địa bàn tỉnh Bình Dương, đường song hành, vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng dọc tuyến song hành hiện chưa có mặt bằng thi công. Trong khi đó, dự án xây dựng cầu vượt trước bến xe biển đông mới trên xa lộ Hà Nội do ban giao thông làm chủ đầu tư đang thi công hoàn thành cầu số 3 và đường chui nhánh phải. Còn cầu vượt hướng từ bến xe về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa xây dựng. Cầu bộ hành rộng 4 m vượt qua xa lộ Hà Nội vẫn chưa được bàn giao mặt bằng trên địa bàn thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Ban giao thông cũng cho biết trường hợp các đơn vị bàn giao mặt bằng dự kiến hoàn thành toàn bộ công trình trong vòng 12 tháng thi công. Còn dự án xây dựng đường Hoàng Hữu Nam, đoạn từ bến xe miền Đông mới đến nút giao với xa lộ Hà Nội do Ban Quản lý Dự án Đầu tư, khu vực thành phố Thủ Đức làm chủ đầu tư. Dự án được khởi công vào tháng 6 năm 2015, đã thi công đạt khoảng 40% khối lượng, nhưng tạm ngưng thi công do chưa có mặt bằng. Theo Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, khi các dự án giao thông quanh bến xe miền Đông mới được hoàn thiện, sẽ tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân đến bến này và nhà chờ metro số 1.